Đầu tháng 4 năm 2023, Hợp tác xã Nông nghiệp BF Đà Lạt, phường 11, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, trồng ớt Sweet Palermo trên diện tích 1.200m2. Đến nay, sau hơn 3 tháng, vườn ớt sinh trưởng tốt, trái nhiều và bắt đầu cho thu hoạch. Toàn bộ ớt được hợp tác xã trồng trong nhà kính công nghệ cao. Mỗi gốc ớt được đặt trong giá thể xơ dừa riêng biệt và được cung cấp nước tưới, phân bón thông qua hệ thống tưới nước tiết kiệm. Ớt Sweet Palermo khi chín có màu đỏ, cam, vàng hoặc màu sô-cô-la. Đặc biệt trái chín có vị ngọt, nên ngoài việc kết hợp chế biến món ăn chính, người dùng có thể sử dụng ăn tươi như các loại trái cây hoặc dùng làm nước ép sinh tố. Theo đánh giá, đây là loại ớt dễ trồng cho năng suất và giá trị kinh tế cao. Hiện tại thì Rich One ra mắt cái sản phẩm ớt Sweet Palermo tới mọi người. Thì bên cạnh cái việc mà mang lại giá trị dinh dưỡng cao của ớt Sweet Palermo thì Rich One cũng muốn hướng tới bà con nông dân á, những cái giải pháp về kỹ thuật, giống như là đặc biệt là vào mùa mưa này thì Rich One cũng hỗ trợ bà con về cái việc tư vấn kỹ thuật cắt tỉa cành để làm sao cho cái cây nó được thông thoáng cũng như là giúp cái cây có thể đạt được năng suất cao. Theo Hợp tác xã Nông nghiệp BF Đà Lạt, ớt Sweet Palermo sinh trưởng và phát triển tốt với khí hậu của Đà Lạt. Trong điều kiện nhà kính, cây ít bị ảnh hưởng bởi sâu bệnh hại và cho năng suất từ 3,5 đến 4kg mỗi cây. Ở điều kiện chăm sóc tốt, nhà vườn có thể duy trì và thu hoạch liên tiếp từ 5 tới 6 tháng. Hiện nay, các sản phẩm ớt ngọt của Hợp tác xã BF Đà Lạt đang được tiêu thụ bởi thị trường Đà Lạt và các địa phương lân cận với mức giá từ 35 đến 80 ngàn đồng mỗi ký. Bản chất cái giống này là nhu cầu càng ngày càng lớn hơn, và thực sự ra là nó có một cái hay của nó là ăn nó không có cái mùi ớt. Với nhiều người thì họ rất là thích ớt, nhưng mà họ kêu có cái mùi họ ăn không được đó. Nhưng mà với cái ớt này mình ăn sống trực tiếp luôn mà nó không có cái mùi, nên là cái đó là cái mà người ta rất là thích. Và thứ hai là cái giá trị dinh dưỡng của nó rất là cao, nên là cái này mình nghĩ là tương lai nó rất là tốt. Ớt Sweet Palermo là nông sản mới có giá trị kinh tế cao, được người tiêu dùng ưa chuộng, nên Hợp tác xã Nông nghiệp BF Đà Lạt đang nghiên cứu mở rộng mô hình. Cùng với đó là đơn vị này tập trung vào liên kết với nông dân để sản xuất mở rộng thị trường.